Đó, hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người làm avatar có dấu tích xanh mà nó nhảy như vậy nè, coi lại cái nữa nè. Rồi, trước tiên muốn làm cái việc này á thì chúng ta phải có một bức hình làm avatar là chính xác, đúng không? Với một bức hình có dấu tích xanh, bức hình có dấu tích xanh thì chúng ta lên Safari, chúng ta gọi chữ tích xanh, chúng ta vô hình ảnh, chúng ta đao một cái hình bất kỳ nào gì chúng ta thích là xong. Rồi, chúng ta cần đến là cần đến cái phần mềm. Phần mềm giúp bạn vào App Store, gõ chữ VR Maker như trên hình mình chuẩn bị sẵn. Thực sự nó không có hiện cái chữ đó trong cái phần mềm mà nó đã đổi tên hình cáp kết này nè, có hình cây kéo này, các bạn đao về màn hình nó có biểu tượng này, các bạn bấm vô. Rồi bình thường nó sẽ hiện một cái thông báo khi các bạn xài lần đầu, các bạn chọn nó tắt thông báo đi cho đỡ làm phiền, giống như nó nhảy giống Zalo vậy đó. Rồi chúng ta chọn vô dấu cộng, chúng ta chọn cái bức hình mà chúng ta muốn làm mà avatar, nó có video cũng được, chúng ta có photo. Rồi em chọn bức hình này cho nó dễ, ép nó vô. Rồi bước tiếp theo chọn dùm cây kéo y như ngón tay mình làm á, mình hướng dẫn một cách phổ thông nhất nên không có màu mè. Rồi chúng ta kéo qua kia cũng mát, chọn cái khung hình tròn, chúng ta kéo lên cái mặt. Các bạn hạn chế kéo cái khung này bự ra hoặc lên xuống nha, tại vì có bạn có bức hình avatar mà 4-5 người muốn bao quát hết á. Nói chung để đúng kích thước chuẩn của nó dùm em, tại kéo ra sau này vô avatar cũng không có thấy đâu, lít ra ngoài là nó hiện ra cái khung xanh này. Các bạn kéo bức hình xích lên một tí xíu. Tại sao kéo bức hình xích lên một tí xíu? Là vô avatar nó không hiện hết cái khung này mà nó hiện có một góc phần trên này, kéo lên để cho nó còn được hai cái dòng của chữ follow me với chữ ID của mình á. Rồi cái đoạn mà bức hình chèn vô, chúng ta có thể chèn được 2 bức nè, hoặc là một bức kéo dài đến 6 giây, nhưng mà em khuyên nên chỉ làm 3 giây thôi. Các bạn thấy số 3.0 nhỏ không? Mỗi ô như vậy là 1 giây, là 1 giây nè, 2 giây nè, 3 giây nè, thấy không? Cái đoạn đằng sau nè, ending nè, bạn lít vô, các bạn xóa dùm em đi, tại vì khi đó nó nặng lắm, có nhiều cái phần mềm hoặc mấy cái kia nó không cho mình cài, bạn xóa nó đi. Rồi bắt đầu làm 3 giây này thôi. Rồi chúng ta bắt đầu chèn cái đoạn cái chữ follow me vô. Chúng ta có thể chèn bằng test, tức là mình gõ chữ follow me vô nhưng mà nó không được đẹp. Bây giờ chúng ta chọn qua chữ sticker đi cho nó dễ, sticker. Rồi chúng ta chọn phông. Rồi chúng ta kiếm chữ follow me, tức là cái phông chữ follow me người ta làm sẵn nó luôn luôn đẹp hơn. Đây. Rồi chúng ta kéo xích lên gần tới nó, chừa cái góc này ra để một hồi chúng ta làm cái dấu tích xanh. Chèn cái dấu tích xanh, chúng ta kéo bự lên tí xíu mà vừa phải thôi, nó khoảng nửa cái màu đen này là vừa. Rồi bây giờ tới hiệu ứng xuất hiện của cái chữ này. Chúng ta bấm vô cái chữ này nè. Nó có một hình tròn này nè, chớp chớp này, đó, nó là hiệu ứng của cái chữ. Động nè, lắc nè. Em này cho lắc. Cái này là tốc độ, các bạn chỉnh tốc độ, lắc chậm thôi, lắc nhiều người ta ghét đó, lắc nhiều người ta không follow mình luôn, mà nó unfollow luôn, nó phản cảm quá, hiểu không? Như em thích vậy, em thích cái gì đơn giản, bấm test vô là xong. Bây giờ đến dòng thứ hai ở dưới chữ follow me này là cái tên hoặc cái ID hoặc cái quảng cáo gì của mình cũng được. Như em là em chọn cái ID của em, thì đó em mới gọi chữ ID vô. Đó, em có cái hashtag là Mạnh Ba Tuổi, các bạn có thể tìm mình ở đâu cũng được. Mà em thích chơi TikTok. Rồi nó có phông chữ tùm lum hết, nhưng mà em thích đơn giản sao để vậy cho dễ. Rồi bước kế tiếp á, cái này cũng có thời gian của chữ Mạnh 3 tuổi xuất hiện đầy luôn. Cái bức hình của cái avatar này là 3 giây, ở trên cũng vậy. Nói chung cái tên này thì luôn luôn để cho nó hiện đi. Rồi bây giờ chúng ta cần cái dấu tích xanh ngay góc này, thì chúng ta tích đó, thì chúng ta là kiếm vô chữ tích nữa, bấm vô. Rồi khi đó nó sẽ lót ra cho mình. Có thể có icon này mình chèn đâu cũng được, nhưng mà em thích tích xanh thì bấm vô dấu này để nó lót vô cái một hình ảnh của mình. Rồi dấu tích xanh chúng ta chọn vô. Rồi khi đó thu nhỏ lại cho nó, đừng có để bự quá, cái tay cho ngay ngay xíu cho cái dấu. Rồi bạn kéo bỏ lên vậy là xong. Bây giờ là hiệu ứng của dấu tích xanh, có nghĩa bạn nhìn ở dưới này nè, có nghĩa là dấu tích xanh sẽ xuất hiện từ đầu bức hình đến cuối bức hình là 3 giây, nhưng mà em muốn nó xuất hiện từ giây thứ 2 thôi, tức là đầu tiên không thấy, cái hồi nó nhảy cái bưng ra đó. Rồi mình kéo cái này lui lại đó, kéo lại ở đâu đó xuất hiện là dấu thứ 2. Rồi có nghĩa là nó chỉ xuất hiện 2 giây cuối thôi. Bây giờ hiệu ứng của cái dấu tích xanh này, các bạn không đặt hiệu ứng thì nó sẽ đứng im như bức hình đó. Rồi hiệu ứng thì y như cái tên follow me hồi nãy em nói đó, cũng là hình tròn này, bấm vô. Đó, hiệu ứng các bạn chọn, nhảy động cái kiểu gì cũng được. Đó, em thích nó bay qua. Giờ cái này cũng tốc độ, nãy em có nói một lần đó, tốc độ chậm thôi. Nhanh quá người ta ghét, người ta hay ghét tụi trẻ trâu đua xe đó, người ta nói chung là nhanh là người ta không thích. Nhanh cũng vừa vừa thôi. Em nói nhanh cũng nhiều người ghét lắm, nhưng mà thông cảm, cái đó là cái tập bẩm sinh, không thể bỏ được, không? Rồi bấm vô dấu tích này. Rồi bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cái âm thanh thôi, thiếu mỗi cái âm thanh mà chúng ta nghe cái băng á, âm thanh nó cũng vậy, có thể xuất hiện từ đầu hay là ở giữa. Cái dấu gạch này đang ở đâu thì chúng ta ép âm thanh vô đó. Đây, bấm mũi tên trở ra, chúng ta kiếm chữ audio. Đây, nó có thể âm thanh này là có sẵn của phần mềm, em chọn âm thanh có sẵn. Âm thanh này em lựa sẵn là các bạn làm theo cho dễ. Vô chữ phút nè, rồi đó, âm thanh nó nghe thử, cứ bấm vô là nghe thử thôi. Đó, âm thanh của em đang xài là âm thanh này nè, rồi bấm dấu cộng vô. Khi đó âm thanh này xuất hiện như thứ hai, chúng ta có thể kéo về đằng trước cũng được. Hồi nãy em đang để ở cái gạch trắng này là chỗ này trở đi âm thanh mới có. Rồi như vậy là xong hết. Rồi em xuất cái file này ra. Cái này có nhiều định dạng để xuất, kéo càng cao này 60 thấy không? Bạn kéo lên này, đó là tới mười mấy mê. Mình khuyên các bạn nên để từ 4 đến 5 mê được rồi. Tại vì có những cái shop á, yêu cầu cái avatar quá dung lượng, không cho mình up, mất công vô mình chỉnh lại. Rồi bạn xuất ra. Đó, dấu tích xanh xuất hiện. Cảm ơn mọi người. Khi đó các bạn ra chỗ ngoài này, các bạn sẽ có cái file này rồi. Đó, cảm ơn mọi người nha. Cái nào không được thì mọi người comment với kênh YouTube mình hướng dẫn sơ lại thôi. Còn bên TikTok mình chỉ hướng dẫn nhanh được ạ. Rồi, cảm ơn ạ.